Xin chào tất cả các bạn, hai mẹ con mình đang đi ra trồng bò các bạn. Thì hôm nay gia đình mình sẽ đón một thành viên, gia đình mình mới đón một thành viên mới các bạn ạ. Đấy là một chú bê mới sinh này, mình đưa Mimi ra thăm chú bê này. Ý Mimi ơi, đây thành viên mới của nhà mình rồi các bạn. Ý bạn bê con kìa. Thì mình có bạn thêm bạn với con Mimi kìa. Em bê con này. Em bê con mới đẻ này Mimi. Mimi. Em bê con mới đẻ kìa. Bạn bê con mới đẻ không Mimi ơi. Mimi ơi. Mimi à. Mimi à. Mimi à. Mimi sẽ bò ghê. Cái con mới đẻ đấy. Bê. Chặn là Mimi hơi sợ bê các bạn ạ. Sợ lắm. Bạn Mimi nhát gan lắm các bạn ạ, không dám à. Không dám chân bê này, đi con nhỉ. Nhá. Sao đấy? Ừ. Thêm mọn bê con gì ạ? Ừ. Thêm mọn bê con gì ạ? Em sợ á. Em sợ á. Bạn Mimi đang ngắm chú bê con này. Bê thì vừa mới sinh xong các bạn ạ. Người thì chưa khô này, đang còn ướt này. Mimi làm gì đấy? Mimi bị con bò mẹ dọa sợ chạy các bạn ạ. Mimi. Mimi ơi. Con làm gì đây? Mimi rất sợ chú bò cái đó bạn ạ. Con bò mẹ đấy. Mimi sợ. Sợ con. Thích xem bò con nhưng mà lại sợ con bò mẹ. Hay không? Hay không? Bò con mới đẻ hay không? Con sợ bò mẹ á? Bò mẹ cắn con á? Dọa con á? Con bê con này các bạn. Chú bê con mới sinh này. Mimi sợ con bò mẹ kia kìa các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau này. Hai mẹ con mình tạm biệt này. Tạm biệt. Tạm biệt, mình về nhà đây. Để Mimi về nhà nha. Mimi
sợ bò rồi.